Trên trang cá nhân có gần 200.000 người theo dõi, Á hậu 1 Hoa hậu quốc tế 2023 Sofía Osío đăng tải loạt ảnh nóng bỏng với trang phục đồ tắm, thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi thân hình săn chắc, quyến rũ của người đẹp Colombia. Nhiều fan cũng bày tỏ hy vọng cô tiếp tục thi sắc đẹp. Đáng chú ý, đương kim Hoa hậu quốc tế 2023 Andrea Fubio cũng bình luận trên bài viết của Sofía Osío. Cô viết, bạn sẽ là Hoa hậu hoàn vũ tiếp theo của tôi và sẽ không có ai phản đối điều này. Sofía Osío là ứng viên được yêu thích nhất Hoa hậu quốc tế 2023. Việc cô chỉ dừng chân ở vị trí Á hậu 1 khiến nhiều người tiếc nuối. Khán giả mong mỏi cô tiếp tục thử sức ở sân chơi Hoa hậu hoàn vũ. Với chiều cao ấn tượng 1m77 và số đo 3 vòng nóng bỏng, Sofía Osío được đánh giá phù hợp với sân chơi Hoa hậu hoàn vũ nếu cô tiếp tục ghi danh ở cuộc thi này. Sofía sinh năm 2000 ở Barranquilla, Atlantico, Colombia. Hiện cô là chuyên gia về tiếp thị và truyền thông thời trang của Học viện Thiết kế châu Âu ở Barcelona. Sofía cũng thông thạo tiếng Anh vì đây là ngôn ngữ thứ hai của cô. Sofía đăng quang danh hiệu Señorita Colombia, Hoa hậu Colombia 2022. Đây là cuộc thi sắc đẹp lâu đời danh giá nhất ở Colombia. Người chiến thắng ở cuộc thi này thường được cử đi tham dự Hoa hậu hoàn vũ và giành nhiều thành tích cao. Tuy nhiên, năm 2022, tổ chức Señorita Colombia mất bản quyền Miss Universe nên Sofía được cử đi thi Hoa hậu quốc tế 2023 ở Nhật Bản. Sofía Osío Luna là đương kim Hoa hậu Colombia đầu tiên kể từ những năm 1960 tham gia cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Sau cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2023, Sofía Osío bị bạn cùng thi tố có thái độ chảnh chọe, xa cách. Ngay sau đêm chung kết, đại diện Chile Valeria Johnson đăng tải bài viết thể hiện sự không hài lòng về cuộc thi. Đặc biệt, Valeria Johnson cho rằng Sofía Osío không xứng đáng giành ngôi Á hậu 1. Valeria Johnson kể, người đẹp Colombia luôn xuất hiện cuối cùng, ít nói và tỏ ra chảnh chọe. Trong quá trình tham gia cuộc thi, Sofía Osío chỉ chơi với đại diện Venezuela và cả hai tỏ ra xa cách các thí sinh còn lại. Dưới bài viết của Valeria Johnson, hai đại diện của Venezuela và Mexico tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2022 cũng để lại bình luận đồng tình với lời chê bai của người đẹp Chile. Ngay sau khi bài viết của Valeria Johnson đăng tải, nhiều fan sắc đẹp Colombia đã lên tiếng chỉ trích cô. Fan Colombia khẳng định Sofía Osío được yêu thích bởi rất nhiều thí sinh và tại cuộc thi năm nay, cô luôn tỏ ra thân thiện. Trước làn sóng tẩy chay từ các fan sắc đẹp Colombia, người đẹp Chile Valeria Johnson đã phải khóa trang cá nhân. Có thể nói, tuy đã sở hữu danh hiệu ở cuộc thi quốc tế khác, song nhiều nàng hậu vẫn quyết định từ bỏ để tìm kiếm hào quang ở Miss Universe. Có trong tay thành tích từ cuộc thi, các người đẹp sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp tại quê nhà. Gần đây, một người đẹp dù chỉ đạt top 10 nhưng vẫn nhận cua là top 6 khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, trên trang cá nhân có gần 200.000 người theo dõi, người đẹp El Salvador Isabella Garcia-Manzo bất ngờ cập nhật thêm dòng chữ top 6 Miss Universe vào phần tiểu sử, thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Hành động của Isabella gây tranh cãi vì trước đó cô được xướng tên vào top 10 Hoa hậu hoàn vũ 2023 tổ chức trên chính quê hương mình nhưng chưa từng được xác nhận đứng ở vị trí thứ 6. Trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế, nhiều fan cho rằng hành động của Isabella thiếu tinh tế. Ngay sau khi sự việc gây tranh cãi, Isabella đã sửa lại phần tiểu sử của mình thành top 10 Miss Universe.